Người thứ ba khi vợ liên tục ngoại tình với bạn thân của chồng. Em bắt gặp là đi với người bạn của em đi lén lút ở ngoài luôn. Người đó trả lời là cái chuyện vợ chồng của anh tôi không biết, anh muốn giữ được vợ anh thì anh giữ, mà không giữ được thì người mất phải chịu. Chuyện quan hệ với nhau rồi chăn gối với vợ chồng với nhau thì nói chung là nó cao đỉnh, nó không có cao đỉnh hơn cái người của mình. Cô ấy nói em chán cuộc sống này rồi, tôi không muốn cứ sống cái cuộc sống như thế này nữa, tôi thích vậy giờ thì sao. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba, 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Mọi người rất là đúng giờ đúng không ạ? Một tuần nữa trôi qua rồi và chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là sẽ được gặp một vị khách mời mới để kể câu chuyện của mình. Một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều không biết là rơi vào trường hợp nào. Trường hợp mình đi tìm một người thứ ba, mình bị một người thứ ba chen chân vào hôn nhân, hay mình lại trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Mọi sự chỉ sáng tỏ khi khách mời của chúng ta lên tiếng mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này. Nơi chào bạn, bạn có thể gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi chương trình. Em chào chị và em chào khán giả đang quay chương trình Người Thứ Ba. Em ở Thủ Đức ạ, em là người thứ ba chen chân vào. Và người thứ ba đó là có mối quan hệ với mình hay là với vợ của với mình? Với vợ. Vậy thì thôi bây giờ mình quay lại cuộc hôn nhân của mình trước. Hai bạn kết hôn năm đó bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em kết hôn năm 30 tuổi ạ. Cái mối quan hệ hôn nhân của mình là mình với vợ mình là quen nhau trong cái cơ duyên nào? Chúng em là cũng gần nhà nhau, cùng quê với nhau, rồi đi làm sinh sống ở trong Sài Gòn. Tìm hiểu nhau cũng lâu rồi nên hợp với nhau thì tụi em dẫn đến chuyện hôn nhân lập gia đình luôn. Khi mà mình vào thành phố Hồ Chí Minh xong rồi hai người quen nhau và quyết định kết hôn, thật sự là vì hai bạn yêu nhau hay là vì đơn giản đó là những cái người xa xứ, xa gia đình rồi lại còn làm chung với nhau, thì nó chỉ đơn giản đó là cái sự đồng cảm. Tụi em yêu nhau thật lòng từ trước giờ. Thế thì cái lúc mà mình yêu nhau và cái lúc mà mình quyết định về thôi hay bây giờ hai đứa mình cưới nhau đi, trong khoảng thời gian bao lâu? Quen nhau cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm. Thế thì cái thời gian mặn nồng mà hai vợ chồng gọi là một cái cuộc hôn nhân của vợ chồng son đó rồi rất là êm ấm, nó kéo dài được bao lâu? Cưới nhau thì từ đó đến giờ thì cũng được 7 năm, nhưng mà mặn nồng với nhau thì cũng được 5 năm. Vậy cái thời điểm mà coi như là biến cố đi. Yeah. Thì năm đó là con mình bao nhiêu tuổi? Năm đó thì con được 6 tuổi. 6 tuổi. Yeah. 5-6 tuổi. Yeah. Thì bắt đầu có chuyện. Thế thì lúc chưa có biến cố xảy ra, lúc hai vợ chồng vẫn còn vui vẻ, thì cái nhịp sống gia đình của mình nó như thế nào? Tụi em cũng đi làm công việc bình thường hàng ngày. Về nhà thì vợ chồng với nhau, con cái ở với nhau thì vui vẻ trong gia đình. Có nghĩa là theo đánh giá của mình là nhịp sống gia đình của mình nó rất ổn, nó rất là căn bản. Các bạn có một cái sự phiền lòng nào đó về nhau trong khoảng thời gian này, phải lớn tiếng, phải cãi cọ gì với nhau không? Cũng cãi nhau cũng bình thường, xong rồi cũng mình làm hòa lại chứ không có việc xảy ra to tát. Và mình thấy nó cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác trên đời. Dạ. Trong cái sự êm đềm mọi chuyện nó bình thường như vậy đó, thì cái sự bất thường nó xảy ra như thế nào? Một ngày em thấy là có người bạn gần cùng làm công ty thì cũng nói là tao thấy vợ mày là cũng đi chơi với người lạ ở ngoài, chứ không biết là anh em hay bà con không. Thế em cũng nói là chắc không đâu, thì chắc nhầm người. Thế em cũng tìm hiểu nhưng mà em cũng không bắt gặp được. Ngày nào thì em xem điện thoại nửa đêm, em biết là cái tin nhắn là của vợ em với người đó là nhắn tin riêng. Rồi em cũng hỏi nhưng mà nói đó là cái chuyện bạn bè anh thì cho vui vậy thôi, chứ không có chuyện gì. Thế là em cũng bỏ qua, em cũng không có để ý. Nhưng mà xong rồi một thời gian sau cũng thấy nhắn nhiều. Em nghỉ một ngày đi thăm dò, em bắt gặp là đi với người bạn của em đi lén lút ở ngoài luôn. Thế là em về em cũng nói chuyện đàng hoàng. Xong rồi cuối cùng là cô ấy nặng lời lại. Thế là em nói hết mọi chuyện luôn. Cô ấy nói em chán cuộc sống này rồi, giờ em muốn sao để anh làm cho em vừa lòng. Em phải suy nghĩ lại đi. Em quyết định là em đi tìm người thứ ba, và người thứ ba đó là bạn của em. Tại sao đến thời điểm này mình mới đi tìm người bạn của mình để mình nói chuyện? Dạ. Trong khi ngay từ đầu mình đã bắt gặp rồi, mình cũng đã có hình ảnh rồi, mình cũng thấy rồi, mà mình lại nói chuyện rất là sơ sài với vợ, nhưng mà với bạn mình thì lúc đó em lại không nói, mà đến thời điểm này em mới nói. Thấy đi với vợ em nhưng mà em chưa bắt gặp những cái quan hệ sâu đậm. Nhưng mà cũng phải có lý do để đi với vợ mình chứ. Xong rồi em về cũng hỏi,
nhưng mà em hỏi vừa em thì vừa em là cũng nói là không có xe, em nhờ bạn anh chở em đi chơi chứ không có một cái chuyện gì xảy ra. Đó là bạn anh thì em nhờ. Em tin hay là em không muốn để ý? Dạ em tin là vợ em không có chuyện đó xảy ra. Trước giờ hai vợ chồng là êm đẹp, tình cảm với nhau, không có một chuyện gì xảy ra. Và mình tin đó. Đầu tiên em cũng tin, xong rồi đến khi nói rằng co thời gian lâu và cô ấy là càng ngày càng biểu lộ ra chuyện tình cảm của người thứ ba đó. Vậy thì từ cái ngày đầu tiên mà mình nghe người ta đồn về cái việc vợ mình đi với cái người đó, cho đến cái ngày mà mình quyết định mình phải đi gặp cái người bạn của mình, là nó kéo dài trong bao nhiêu lâu thì em mới bắt đầu đi? Trong vòng khoảng gần một tháng. Là gần một tháng. Là gần một tháng. Nửa đêm em xem rồi em tìm hiểu, là hỏi người ta những cái người mà nói chuyện đó coi có thấy đi nữa không. Nhưng mà cũng không đi nữa, chỉ có bắt gặp một hai lần đó. Người ta nói mình không có nói gì, mà em chỉ có là khi nào ngủ quên hoặc là để cái điện thoại đâu quên thì em lẹn em lấy em xem. Thế thì trong cái tin nhắn họ trao đổi với nhau như thế nào? Tin nhắn trong cái sâu nặng đó thì chắc cô ấy là sẽ xóa. Nhưng mà chỉ có đọc những cái tin nhắn là đang làm gì đó, rồi có khỏe không, rồi xong rồi cứ nhắn những cái câu mà như kiểu mà đang yêu đương á. Nên là em cứ tìm hiểu về thì càng ngày những cái câu đó thì em tức lắm, nhưng mà không bắt gặp được. Một thời gian cứ vòng vo mấy ngày liên tục, xong rồi bắt đầu là càng ngày em càng hỏi nhiều. Và em nói thế này, chứng minh thế này là có thật thế này. Nhưng mà cô ấy từ từ thế nóng lên. Thế là bắt đầu là lớn tiếng. Cãi nhau lớn tiếng thì cuối cùng là cãi vã, là nặng lời. Thế là đâm ra là cái phát ngôn ra nặng lời cả hai bên về. Cuối cùng là tụi em cãi nhau mà cả đêm luôn. Thế cuối cùng là cô ấy là nói là tôi đi với người đó, và tôi yêu người đó, có tình cảm, có tình cảm với người đó. Thế thì cái sự chán nản mà cổ chia sẻ với em về gia đình, là lúc đó cổ chán cái gì trong mối quan hệ giữa em với cổ? Khi đã bộc lộ ra những cái lời nói mà không còn yêu đương, yêu nhau nữa, tình cảm vợ chồng nữa, cô ấy cũng nói là chuyện em có người thứ ba này là cái chuyện ngoài ý muốn. Và cái người thứ ba đó thì người ta có thời gian cho em cuộc sống đi chơi rồi thư giãn rồi gì nhiều hơn. Giờ em không muốn cái sự gò bó nữa. Em gặp người thứ ba này thì em muốn là cuộc sống nó vui vẻ, phóng khoáng hơn và thích hơn. Nên người thứ ba chăm lo được nhiều hơn. Nó có những cái lý luận theo kiểu này không? Đó là tuổi trẻ mà. Được. Tại sao mình lại phải hy sinh cho chồng, hy sinh cho con? Em muốn sống cái cuộc đời của riêng em. Phụ nữ là phải đẹp, phụ nữ là phải được cưng chiều, là phải được hưởng thụ. Nó có những cái lý luận theo cái kiểu đó không? Thì cô ấy cũng nói là cái cuộc sống giờ của tôi giờ là tôi không muốn ràng buộc ai hết. Cuộc sống của tôi giờ tôi muốn là tự do và tôi không muốn ràng buộc. Và nếu kéo trong cái cuộc gia đình nó chán nản như kiểu là về đúng giờ rồi xong có con có cái, giờ tôi muốn là tự do, muốn đi cái kiểu sống của tôi như vậy. Chứ tôi không có trách gì anh, mà không có nói gì anh về chuyện là một người chồng, một người cha như thế. Nhưng vậy mà, thì chị muốn hỏi em là trong suốt những năm quen nhau và 5 năm đầu hôn nhân, em nghĩ là em hiểu hết vợ mình chưa? Hiểu nhau khi chưa xảy ra cái chuyện vừa rồi đây thì rất là hiểu nhau. Thì em nghĩ là hiểu. Nếu như hiểu thì không xảy ra chuyện đó. Chị không nói chuyện người đúng người sai ở đây nha. Chị chỉ đang nói về việc là chúng ta hiểu nhau đến đâu. Thế thì tiếp tục, lúc chưa xảy ra cái biến cố đó, em có biết vợ mình thích gì không? Vợ em thì thích những cái mà nói chung đơn giản lắm, bình thường. Nó không đua đòi, không có một cái gì mà để cho mình không có chịu được, không có đáp ứng được. Đó là em nghĩ. Nên là em cũng là cũng chiều, và em cũng là ước muốn cái gì đi chơi hay là cái gì đó thì em cũng chở đi hết. Là em chở đi theo ý của em hay là theo ý của cô? Theo ý của cô đó. Trong nhà thì có con cái nhỏ thì đôi khi nó bần quá tí thì nói chung là nó thôi hoãn những ngày khác. Nhưng mà còn không có bần rộn, không có công việc, không có bần rộn gì thì em cũng chở đi cả con cả vợ thì đi trong cái lúc rảnh rỗi đó. Cô ấy muốn cái gì thì cứ đi. Đó là em nghĩ thôi. Còn... Và có thể là cổ đòi mà cổ chưa thể hiện. Một câu chuyện gia đình thời chiến. Nam nữ mà chỉ cần đi gần sát nhau thôi thì cũng kỷ niệm. Mà chỉ cần là bám vào đằng sau kiểu, ôi dồi, nhìn hai cái đứa kia nó tuyệt vời.
một người vợ đảm đang, vẹn tròn. Vì lúc chú ra đi là cô lúc ấy mới 24 tuổi. Nếu giả sử chú có hy sinh vì nước thì cô sẽ lo cho mẹ chồng nuôi hai đứa con cho đến lúc các con trưởng thành, chứ cô không nghĩ đến cái chuyện khác. Và cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những cái lúc mà mệt mỏi này thì động viên nhau thôi. Trước trẻ đã qua rồi, bây giờ già chỉ nên dựa vào nhau mà sống thôi. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề vẹn tròn được phát sóng 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh Chết TV Show. Em không có để ý một cái chuyện đó mà em ráng cố gắng hết sức luôn rồi. Cái gì cô ấy nói thì em cũng là nghe, và em nói thì cô ấy cũng nghe, nên em đâu suy nghĩ cái chuyện đó xảy ra đột nhiên vậy. Người ta hay nói là nội tình á, nó phải bất ổn thì mới có chuyện ngoại tình. Thực ra cái từ nội tình ở đây không có nghĩa là chỉ đơn giản là cái mối quan hệ giữa em với vợ em nó bất ổn. Thực ra em sẽ thấy là ủa, mình với vợ mình bình thường lắm, cái cuộc sống hôn nhân của mình nó có cái vấn đề gì đâu mà tại sao vợ mình lại như vậy. Nhưng mà thực ra nội tình trong trường hợp này á là ở bên trong tâm tính của cổ. Có thể là trong cuộc sống hôn nhân với em có nỗ lực chứ không phải là không. Nhưng những cái gì mà cổ muốn á, trên cái mối quan hệ đó, trong cái giai đoạn đó, cổ không có được đáp ứng. Có điều là có thể cổ không có cái cơ hội hoặc là không có đủ cái tình huống để cổ nói cho em nghe rằng là cổ muốn như vậy, như vậy, như vậy. Còn em thì em cũng đã nỗ lực rồi, em rất nỗ lực rồi. Cho nên em nghĩ rằng, ủa, còn cái gì mà anh không có lo cho em nữa đâu. Nhưng mà rất tiếc là nó vẫn không có được khớp với nhau. Thế thì khi mà vợ công khai rằng là ừ, em đang quen với cái người đó, lúc đấy em nghĩ rằng là mình sẽ buông tay cái mối quan hệ hôn nhân này, hay là em nghĩ rằng là mình vẫn sẽ tha thứ nếu như cổ chấp nhận quay đầu? Em rất là muốn níu kéo lại. Và em nói chuyện rất là đàng hoàng và xin níu kéo và nói chuyện hết nước luôn. Tâm nguyện của mình vẫn là muốn níu kéo. Là muốn níu kéo đứa con thì còn nhỏ, muốn sau này nó cũng có cha có mẹ, và em muốn làm sao mà níu kéo được cái chuyện đó để quay lại. Rồi mình tha thứ, rồi xong rồi cái chuyện đó thì bỏ qua hết, em không để tâm nữa. Thế thì em đi tìm gặp người thứ ba với cái mong cầu gì? Em gặp người thứ ba thì em phải nói rõ cho người đó biết. Em muốn rằng em nói để cho người đó biết và người đó hiểu, để người đó buông và người đó đừng có dây dưa quan hệ với vợ mình nữa. Thế thì em đi gặp thành công không? Thì em quyết định em đi. Con người tư cách là thứ nhất là bạn bè, thứ hai nữa em tư cách là trong người chồng, người cha trong gia đình, nên là em nói thẳng. Nói xong thì người đó trả lời là cái chuyện vợ chồng của anh tôi không biết, anh muốn giữ được vợ anh thì anh giữ, mà không giữ được thì người mất phải chịu. Thế cuối cùng là chẳng có cãi vã, nói lớn tiếng lên như kiểu muốn đánh nhau. Tôi cũng kiềm chế, xong rồi chỉ có chửi nhau thôi. Nhưng cuối cùng không được và cuối cùng tôi về. Vợ em có biết là em đi gặp người kia không? Dạ không, em về em lại nói chuyện với vợ em. Em nói chuyện từ đầu đến cuối như vậy. Xong cô ấy là bắt đầu là dở chứng nói lại, ngược lại và ngang ngược lại em hơn như trước nữa. Giờ anh muốn gì tôi sẽ chiều. Mà tôi không muốn cứ sống cái cuộc sống như thế này nữa. Tôi thích vậy giờ thì sao? Em đã muốn như vậy rồi thì hai đứa mình chia tay, và từ em viết đơn và đưa tờ đơn là cũng sẵn sàng ký luôn. Vậy thì tổng cộng là mình cưới nhau cho đến lúc mà mình chính thức không còn là vợ chồng nữa, nó kéo dài bao lâu? Cưới nhau thì tụi em cưới nhau được 7 năm. Mới gần 1 năm đây là mấy cô ấy mới xảy ra cái chuyện đó, gần 1 năm đây. Là coi như là 8 năm. Thế thì bé ở với ai? Dạ giờ hiện tại bé thì ở với em. Bé ở với em. Khi mà các bạn ly hôn thì cái việc mà thể hiện cái mong muốn được nuôi con á, nó có ở cô ấy không? Dạ không ạ. Cô ấy cũng không có giằng co gì, nói ai muốn nuôi thì nuôi. Đó. Chỉ có là phụ cấp trong hàng tháng trong gia đình, trong có cho con nhỏ thôi, rồi lâu lâu về ghé thăm con thì tự do. Chứ không có một cái chuyện gì nữa, nên là hai bên cũng thỏa thuận với nhau về không có đòi hỏi gì, mà cũng không có dây dưa gì nữa, không có một cái tình cảm gì nữa. Bé là bé trai. Bé trai. Vậy thì sau khi mà mình ly hôn vợ mình xong thì cái diễn biến ly hôn á đối với em nó có phải là một cái diễn biến mà em cảm thấy là nó tốt không, hay là em vẫn mong muốn là giá như mình đừng ly hôn? Em không muốn, không có một tư tưởng, không có một cái gì để mà nói ly hôn. Thực ra không ai muốn. Phải hiểu rõ chỗ này là khi chúng ta đã lập gia đình là không ai muốn ly hôn hết. Nhưng ý chị đang hỏi rằng là bây giờ thì đã ly hôn rồi, và cái kết quả đó nó cũng đã rõ ràng như vậy rồi. Thì em, trong cái tâm tư của em á, thì em có cảm thấy là nếu như mà có một cái diễn biến khác đi, là mình không có ly hôn, mà vợ mình có nghĩa là vẫn là trong tình trạng đó, là vẫn
có một mối quan hệ bên ngoài như vậy, vẫn là cái câu chuyện là không có chuyên tâm cho gia đình như vậy. Nhưng mà có điều nói chữ ly hôn là cổ không có nói. Đó thì em cảm thấy là giữa hai cái diễn biến đó, cái nào đối với em nó sẽ dễ chịu hơn? Là như bây giờ là đã ly hôn rồi, hay là thôi đừng có ly hôn, còn nước còn tát? Nói thiệt là ly hôn là cuộc sống nó thanh thản, nó dễ chịu hơn và nó được thoải mái hơn. Chứ còn nếu mà không ly hôn, nếu mà như vậy thì nói chung là nó khổ đau lắm. Nhưng mà theo em đến thời điểm này, khi mà mình đã giải quyết xong câu chuyện như vậy, mình nhìn lại á, thì em nghĩ xem cái lý do để người thứ ba bước chân được vào trong cái cuộc hôn nhân của em á, nó là vì cái lý do gì? Hai bên, bên vợ em thì giờ cũng muốn là thoải mái, tự do. Mà giờ cái người thứ ba đó muốn gì cũng chiều, nên là vợ em thì lại có một cái tính đó nữa. Giả định như không có cái người bạn đó của em xuất hiện, thì em nghĩ cái hôn nhân của mình nó có bền không? Em chắc chắn cuộc sống của em rất chi là vui nếu có không có cái người đó chen chân vào. Có nghĩa là mình vẫn nhìn ra là tại cái người thứ ba đó. Dạ, em là em vẫn chắc chắn là tại vì cái người thứ ba đó. Em chắc chắn rằng em không có làm phật lòng gì cô ấy. Em không làm sai. Dạ, em không làm sai. Nhưng cô ấy hài lòng về em chưa? Nó lại là chuyện khác. Dạ, liên vậy thì chị giả định cho em một cái trường hợp là nếu như khoảng 5-6 tháng nữa đi. Dạ. Hoặc là trong thời gian tới, và họ tan vỡ với nhau, và vợ em chủ động liên lạc với em với một cái thái độ rất là ăn năn, với một cái lời xin lỗi và đề nghị em quay trở lại cái cuộc sống như trước, thì em nghĩ như sao? Em nếu vậy thì em giờ không bao giờ em chấp nhận được nữa. Tại sao? Tại vì em trước em nói hết lời với cô ấy rồi, không có một lời gì mà em không nói ra. Thì tại vì có cái người thứ ba, giống nên như em nói, người thứ ba đó rồi thì em cũng đến nói người thứ ba đó và nói với vợ em như thế rồi và hết lời rồi. Mà cô ấy nếu mà con người mà đã yêu thương thật lòng thì biết ăn năn trước đó thì quay lại trước đó kịp rồi. Em sẽ tha thứ cho hết, cho dù một lần đó cũng bắt gặp được, nhưng mà em phải tha thứ cho hết luôn. Chưa xảy ra cái chuyện ly hôn, nhưng mà giờ ly hôn rồi, giờ cho dù có cái chuyện gì của cô ấy mà xảy ra cái chuyện gì mà giờ quay về như chị nói, thì chắc chắn em không bao giờ em tha thứ nữa. Là em hết yêu vợ em? Dạ, giờ nói là không có một cái chuyện là tình cảm như trước nữa. Ông bà mình hay nói là trong một cái mối quan hệ tan vỡ thì không thể nào mà lỗi từ một phía. Nó sẽ luôn là cái câu chuyện mà tác động từ hai bên hoặc là nhiều bên tham gia. Vậy thì nếu như mà tự nhìn nhận thì em thấy rằng là cái câu nói đó nó có đúng với em không? Tức là mình có lỗi không trong cái tan vỡ này? Dạ có, nếu mà có lỗi, nói thiệt có lỗi thì tất nhiên em cũng có lỗi. Nhưng mà cái lỗi của em thì có, nhưng mà ít. Em nghĩ cái lỗi của em là lỗi gì? Em cũng không hiểu được cái lỗi của em là lỗi gì. Thực ra nên... em biết ở góc độ của chị á, thì không biết quý vị khán giả có đồng lòng với chị hay không, chị cũng không biết. Nhưng mà cái lỗi của em duy nhất đó là em nghĩ rằng là mình đủ rồi. Mình hiểu vợ mình đủ rồi, hôn nhân mình hạnh phúc như vậy là đủ rồi, cái sự cố gắng của mình là đủ rồi. Và em cho rằng là đã đủ như vậy rồi thì nó ổn rồi. Nhưng thực sự nó không có ổn. Chị không có một cái lời binh vực nào dành cho vợ em, cần phải hiểu rõ như vậy. Tuy nhiên cái lý do để cổ tìm đến người thứ ba nó rất là rõ ràng. Bởi vì có thể nó đến từ trong cái câu chuyện em cho rằng là mọi chuyện nó đang an ổn, gia đình mình như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái nhu cầu, cái mong cầu của con người ta thường nó không có điểm dừng. Và thực sự phụ nữ họ rất là muốn được quan tâm, họ muốn được chăm sóc. Về phía em sẽ thấy là mình không có sai, bởi vì mình đã rất là cố gắng để quan tâm chăm sóc. Nhưng thực ra cái sự cố gắng của em nó có khớp với cái mong muốn của vợ em hay chưa thì rõ ràng nó vẫn là một ẩn số. Cho nên là đôi khi chúng ta đã hơi chủ quan về cái việc là mình cho rằng đời sống hôn nhân mình ổn, nên mình không có cần phải chỉnh sửa. Thực ra nếu như được nói thì chị vẫn nói rằng là người thứ ba trong câu chuyện vợ chồng em cũng chỉ là một yếu tố tác động thôi. Có nghĩa là nếu không có cái anh bạn đó của em thì cũng sẽ có người khác. Khi người ta đã không có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân thì kiểu gì người ta cũng mở cửa cho người khác bước vào. Cái lúc mà chưa tan vỡ với nhau á, thì cô ấy giấu không nói thì cũng được. Nhưng đến khi đã ly hôn và tan vỡ rồi mà em hỏi thì cô ấy cũng không nói. Cô ấy chỉ có khăng khăng một điều là cô ấy muốn cái cuộc sống của cô ấy, cô thích cô làm. Giờ cô có chán, không có muốn cái cuộc sống như thế này nữa. Thì đó là lý do quá rõ rồi đó em. Vậy thì mình phải coi lại là cái nhịp sống gia đình của mình nó có bị nhàm chán không?
cái nhịp sống gia đình của mình nó có bị lập trình là cứ như vậy mỗi ngày. Vấn đề của vợ em là nằm ở chỗ đó là tôi không có cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Nó buồn tẻ lắm. Nó cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mặc dù với em đó là tất cả sự bình yên mà em mong muốn. Cho nên chỗ này tính ra hồi nãy em chốt được cái câu đó là thôi ly hôn đi. Vậy mà em thấy vui á, chứ còn hơn như trước đây thì chị cũng mừng. Bởi vì rõ ràng là trong cái sự theo đuổi, em giờ em không có khớp. Em theo đuổi sự bình yên, nhưng mà vợ em không có đồng chí hướng. Và khi cổ không đồng chí hướng rồi thì dù cho không phải là người bạn đó của em thì cũng sẽ có người khác xuất hiện à. Nếu mà cô ấy mà nói như được như chị á, em có thay đổi không? Em sẽ thay đổi, em phải theo như lời cô ấy nói và em sẽ khắc phục và làm từ từ. Thà là cô nói đi đúng thà không? Thà cô nói, từ từ sẽ suy nghĩ theo cô ấy và làm từ từ. Nhưng ở đây cô ấy không nói ra một cái lời nói như chị nói nên là mình không biết, không đường, biết mình tính. Được đường mà tính cái chuyện đó. Mà đến khi nước đã đến chân rồi thì cái chuyện đó xảy ra rồi, nó ngấm vô rồi thì tự nhiên nói ra rồi cũng không có làm, không quay đầu được lại, cũng không có suy nghĩ được lại như vậy nữa. Vậy thì nên nó có ba lý do. Dạ. Nó có ba lý do để có thể cổ đã không nói như vậy với em. Lý do thứ nhất ha, là cổ cũng không biết nói. Cổ chỉ biết rằng là tôi không có hài lòng với cái cuộc sống bây giờ y như những gì mà cổ nói với em vậy đó. Nhưng tại sao cổ không hài lòng thì cổ không có diễn đạt được, nên cổ im lặng. Và chỗ này là chỗ chính cổ cũng không biết là cổ muốn cái gì. Và rõ ràng khi trong cuộc sống đó, khi chúng ta còn không biết mình muốn cái gì, chúng ta dễ đánh mất những gì đang có. Tại vì mình chỉ biết là mình không hài lòng với hiện tại, nhưng mà mình muốn cái gì nữa thì mình không có nói được. Thành ra những cái đang có trong hiện tại mình không có giữ gìn nó. Thì có thể là trường hợp này. Thì em nghiệm thử coi nó rơi vào trường hợp nào nha. Trường hợp thứ nhất là cổ không biết nói luôn á. Cổ cũng lúng túng luôn, cổ cũng không biết phải diễn đạt với em như thế nào, cho nên thôi bây giờ tạm chấp nhận như vậy đi. Trường hợp thứ hai cổ không nói là vì phụ nữ hay có thêm một cái tính nữa. Mà thực ra không phải phụ nữ đâu, nhiều người lắm, nam nữ gì cũng có cái tính này nè. Là anh phải tự biết chứ. Anh phải tự biết là tôi không hài lòng. Anh phải tự nhìn ra được cái điều đó để anh đáp ứng. Chứ tại sao tôi phải nói? Đây là một vấn đề mà chúng ta lại thường gặp trong cuộc sống là ủa tại sao phải đợi tôi nói, bạn phải tự biết cái điều đó đi. Còn bạn không biết hả thì thôi kệ bạn, gì thì mình dừng lại. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, khi nghe chị không biết là em có tổn thương không, và chị cũng không hy vọng là nó rơi vào trường hợp thứ ba. Nó là cổ không tin rằng em có năng lực để làm cho cổ được thỏa mãn. Ví dụ về công việc, về hoàn cảnh sống, hay là về cái tính cách của em. Cổ không tin là em là cái người có thể mang lại cho cổ những cái điều đó. Cho nên nói ra cũng vậy, thành ra không nói luôn. Thì em nghĩ nó là trường hợp nào? Chắc em nghĩ là cái trường hợp thứ ba. Tại vì cái nhu cầu, giờ em suy nghĩ rằng chắc cái nhu cầu của một người nó cao hơn cái người mình của mình, nên là cái nhu cầu đó nó muốn đỉnh cao hơn, nên là kiểu vừa là kiểu điều kiện thời gian, điều kiện sức khỏe, điều kiện kinh tế, kiểu tham phú phụ bần, rồi tham sắc bỏ chồng đồ các kiểu hả? Dạ rồi, cái chuyện quan hệ với nhau chăn gối với vợ chồng với nhau thì nói chung là nó cao đỉnh, nó không có cao đỉnh hơn cái người của mình. Nên là em suy nghĩ cái chuyện đó. Đó, em suy nghĩ vậy. Thôi, thực ra mình hiểu một cách nó gọi là nó nhiều hơn như vậy. Được. Ý của chị vẫn là câu chuyện là thứ nhất, bởi vì em còn trẻ, đời nó còn dài mà mình cũng không nói được chuyện gì ở tương lai. Nhưng những cái đổ vỡ trong quá khứ thực tế nó luôn có một cái giá trị, là nhờ nó mà mình biết chỉnh sửa. Những cái điều này nó trở thành kinh nghiệm để mình không có bị lặp lại cái vết xe đổ đó nữa. Cái việc mà mình phân tích cho nó kỹ càng không phải là để trách móc hay là để đau đớn, mà là để mình cũng hiểu được nó như vậy đó. Rồi thứ nhất là mình bằng lòng với nó, và cái thứ hai là mình để cho tương lai của mình nó không có bị mắc lại cái sai lầm cũ. Em cũng mong muốn vậy, mà em cũng mong muốn rằng là phải nói ra để biết. Đó, ra đây không nói nên là không biết một cái gì. Từ dưng mà để mà làm hành động một phát không kịp trở tay kịp. Không có trở tay kịp, nên là cái nỗi tiếc không có muốn, mà nó buồn lắm. Mặc dù mình nói là mình đã khép lại câu chuyện cũ, mình để cho nó ở yên đó, nhưng mà mình vẫn còn có những cái dấm dẫn, có những cái dây dứt. Đúng mà rồi. Cảm thấy là phải chi mà nó như vậy thì đó, nó đỡ hơn rồi. Đúng không?
không có đáng mà cũng không có đến nỗi như vậy. Em có lỗi nhưng mà sao không nói lỗi ra để em biết, em biết có lỗi. Vậy thì ngày hôm nay khi mà mình tham gia chương trình, luôn luôn là một cái câu hỏi gần cuối chương trình mà chị dành cho khách mời, đó là em có quyết định bật đèn sáng lên để quý vị khán giả tường tận dung nhan của mình không? Dạ, em muốn lắm nhưng mà... Nhưng mà gì? Nhưng mà em sợ người ta, nhiều người không hiểu được ra, người ta phê phán, bình luận và bàn tán. Thực ra không phải ai cũng sẵn sàng để đón nhận những cái ý kiến trái chiều và thậm chí là đôi khi cũng khá là cay nghiệt của cư dân mạng, của những người mà họ nghĩ rằng là tiếng bất tiếng chì ném ra. Tôi comment, tôi bình luận những cái câu chửi bới vô thưởng vô phạt. Thực ra cái người mà đang được bình luận người ta cũng biết đau, và chị hoàn toàn thông cảm với em về điều đó. Cho nên là cái quyết định của khách mời là không bật đèn nó sẽ luôn luôn được ekip tôn trọng, không có cái sự ép buộc nào ở đây. Vậy thì kết thúc chương trình với cái trải nghiệm hôn nhân của mình, với cái nỗi đau, với cái sự bình yên mà bây giờ mình đang có luôn, thì em muốn gửi thông điệp gì không đến quý vị khán giả đang theo dõi? Vừa chồng với nhau nên là trong gia đình thì phải có chuyện gì xảy ra thì nói chuyện với nhau cho nó đàng hoàng, cho nó rõ ràng, xong rồi sửa lỗi thì mình từ từ sửa, mình sẽ cố phải sửa, nên là đừng trách móc gì và đừng có giấu những cái lời gì để sau này gây ra cái tranh cãi, rồi xong rồi cuối cùng không nóng lên, không có làm chủ được bản thân, cuối cùng tan vỡ trong gia đình. Cảm ơn một chàng trai, nghe giọng thì mọi người cũng thấy là bạn ấy rất là chân phương, bạn ấy rất là hiền lành về mặt hành vi thể hiện tính cách ở bên ngoài. Tự chung lại thì là một thông điệp nhắc nhở nhau về sự tha thứ và sự đối thoại trong hôn nhân. Cũng có rất nhiều bài học trong câu chuyện được kể ngày hôm nay. Rõ ràng là ở đó nó sẽ là một cái câu chuyện để mỗi chúng ta cần phải cẩn trọng với cái sự hiểu của mình về đối phương trong hôn nhân. Đôi khi chúng ta ở trong cái sự chủ quan của mình và cho rằng là ổn rồi, mọi chuyện nó ổn rồi. Nhưng ở phía bên kia thì tâm hồn dậy sóng, nội tâm cuộn trào thì mình lại không có biết. Và đến một lúc nào đó thì hôn nhân của mình sẽ đón bão. Và thêm một điều nữa đó là thực sự thì cái việc cố gắng đối thoại với nhau, mình dùng từ cố gắng bởi vì nó không phải là chuyện dễ dàng. Và nó mặc dù không dễ dàng thì vẫn phải là một cái điều nên làm, bởi vì không ai tự nhiên mà hiểu được người khác cả nếu như mà chúng ta không trao đổi thông tin. Hy vọng rằng là với câu chuyện ngày hôm nay, một lần nữa đôi khi chúng ta lại có thể đang khẳng định lại cái định kiến của chúng ta rằng là phụ nữ mà ngoại tình là chỉ có ly hôn thôi chứ không có chuyện quay đầu, và nam giới thì thông thường không có tha thứ, chỉ có người phụ nữ mới cam chịu, mới tha thứ, mới chấp nhận cái việc phản bội của chồng mình từ lần này đến lần khác. Nghe những câu chuyện để chủ động chứ không phải là nghe những câu chuyện để mất niềm tin vào cuộc sống mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn dành thời gian 20 giờ tối thứ ba hàng tuần cho chương trình Người Thứ Ba. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.